Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình thời sự hôm nay tối thứ Ba, ngày 25 tháng 4 có một số nội dung chính sau đây. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 tổ chức họp phiên thường kỳ, thông qua chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm, giải quyết nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp. Đến kiểm tra tình hình thiếu nước sinh hoạt sản xuất tại huyện Hà Quảng, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu cấp ủy chính quyền các cấp quyết liệt triển khai công tác phòng chống khắc phục hạn hán, cứu trợ nước cho nhân dân. Sở Y tế vừa tổ chức cuộc họp trực tuyến với các đơn vị trực thuộc quán triệt triển khai thực hiện phòng chống dịch COVID-19 trong dịp nghỉ Dỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30 tháng 4, Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5. Sáng ngày 25 tháng 4, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 họp phiên thường kỳ tháng 4 thông qua chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm giải quyết nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự có đồng chí Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành. Phiên họp đã thông qua tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đề nghị xây dựng nghị quyết về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh, báo cáo Ban Văn hóa Xã hội, Ban Dân tộc về việc triển khai thực hiện sắp xếp mạng lưới trường lớp học và đội ngũ giáo viên, việc quản lý sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học sau sắp xếp từ năm 2019 đến nay trên địa bàn tỉnh. Việc thực hiện quy trình thủ tục xác định xã khu vực vùng 3 và thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cho ý kiến đối với nội dung chương trình giám sát năm 2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Sau khi thảo luận, kỳ họp thống nhất chương trình nội dung kỳ họp thứ 13 chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026, dự kiến khai mạc vào ngày 27 tháng 4 năm 2023. Thông qua 23 dự thảo nghị quyết và các báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, kỳ họp thường lệ giữa năm Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 dự kiến tổ chức 2,5 ngày, từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 12 tháng 7 năm 2023, xem xét thông qua 19 báo cáo và 1 thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, 20 hồ sơ dự thảo nghị quyết. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Triệu Đình Lê cơ bản nhất trí với các nội dung trình tại phiên họp. Về tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh, cơ quan soạn thảo và cơ quan chuyên môn cần xem xét tính chất đặc điểm các loại hình dân phòng gắn với địa bàn phù hợp, tính toán bổ sung hàng năm, có tập huấn cho đội viên dân phòng về kỹ năng sử dụng, phát huy được trang thiết bị, đồng thời phải nâng cao về công tác phòng cháy chữa cháy, phương tiện phòng cháy chữa cháy và phương tiện cứu hộ cứu nạn, phát huy của lực lượng dân phòng. Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh bổ sung thêm nghị quyết điều chỉnh vốn đầu tư công, báo cáo kinh tế xã hội vắn tắt, nêu ý kiến bao quát phạm vi rộng về danh mục dự án và số kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022, sang năm 2023, nguồn ngân sách địa phương. Có 5 dự án với tổng số vốn 8,2 tỷ đồng. Nhất trí cho kéo dài giải ngân với điều kiện các chủ đầu tư tổ chức triển khai hoàn thành dự án trong năm 2023. Ban Kinh tế Ngân sách sớm thẩm tra dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư xóm Đồng Ất, thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa. Về chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm, cần duy trì đường dây nóng, biểu quyết bằng hệ thống phần mềm, phải đảm bảo kỹ thuật, tăng thêm thời lượng truyền hình trực tiếp các nội dung kỳ họp trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng, quyết tâm khắc phục các phát sinh liên quan đến kỳ họp. Đề nghị các đại biểu cần chủ động nghiên cứu tài liệu, nêu cao trách nhiệm chuẩn bị nội dung cho kỳ họp, tập trung dành nhiều thời gian cho hoạt động chất vấn nâng cao chất lượng kỳ họp. Sáng ngày 25 tháng 4, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đến kiểm tra khảo sát thực trạng hạn hán, thiếu nước sinh hoạt và sản xuất tại huyện Hà Quảng. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh và một số sở ngành. Tại các điểm trường các hộ dân hiện đang sinh sống ở vùng cao lục khu, đoàn công tác đã kiểm tra công trình hồ Vải Địa, bể chứa nước công cộng tại xóm Lũng Gà, xã Thượng Thôn, xóm Sông Giang, xã Hồng Sĩ, xóm Lũng Rại, Lũng Rì, xã Nội Thôn và diện tích các cây trồng trên địa bàn các xã. Qua kiểm tra cho thấy, phần lớn diện tích trồng ngô đang thiếu nước, cây trồng không sinh trưởng và phát triển chậm do hạn hán. Hầu hết các bể lu, bể vuông gia đình và bể chứa nước công cộng đã cạn kiệt. Đặc biệt, công trình Hồ Vải Địa xóm Lũng Rì, xã Nội Thôn được xây dựng từ lâu hiện nay đã trơ đáy, không phát huy hiệu quả, không tích được nước dự trữ. Một số công trình Hồ Vải Địa khác tại xóm Tái Trên, xã Thượng Thôn, Lũng Tán, xã Hồng Sĩ tuy vẫn còn nước dự trữ, nhưng mực nước ở mức thấp. Mặc dù sau nhiều năm huy động nguồn lực, Hà Quảng đã xây dựng hàng trăm công trình nước sinh hoạt cho 7 xã vùng cao lục khu, nhưng do hạn hán kéo dài, lượng nước dự trữ vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu đời sống của gần 19.000 nhân khẩu. Dự báo nếu thời tiết khô hạn kéo dài, lượng nước dự trữ ở các hồ vải địa này cũng sẽ vơi dần, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và sinh hoạt của bà con nhân dân. Tại các nơi đến kiểm tra khảo sát, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Xuân Ánh động viên chia sẻ khó khăn của chính quyền và người dân, đặc biệt là khó khăn về nguồn nước. Dự báo thời tiết năm nay khô hạn kéo dài, đồng chí mong muốn các hộ dân vùng lục khu sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, khẳng định cấp ủy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở sẽ luôn đồng hành cùng bà con triển khai đồng bộ các giải pháp. Trước mắt là chỉ đạo thực hiện đồng bộ công tác hỗ trợ chi viện nước cho các vùng xa xôi khó khăn nhất về nước sinh hoạt. Về lâu dài, sẽ triển khai các chủ trương chính sách lồng ghép mọi nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng thêm các hồ vải địa, bể chứa nước công cộng có dung tích lớn để giải quyết tình trạng thiếu nước vào mùa khô để người dân yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống. Nhân dịp này, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng quà cho 15 hộ dân các xã Thượng Thôn, Hồng Sĩ và Nội Thôn. Chủ trì cuộc họp với lãnh đạo huyện Hà Quảng, ngay sau khi kiểm tra nắm tình hình thiếu nước sinh hoạt sản xuất, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo, cấp ủy chính quyền các cấp phải coi công tác phòng chống khắc phục hạn hán, hỗ trợ, cứu trợ nước cho nhân dân là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách, cần triển khai đồng bộ và quyết liệt. Những năm qua, 7 xã vùng cao lục khu của huyện Hà Quảng được nhà nước quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, đặc biệt là các công trình cấp nước sinh hoạt. Toàn vùng hiện được đầu tư 255 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn. Từ đầu năm đến nay, thời tiết trên địa bàn khô hạn kéo dài, lượng mưa ít, không đủ cung cấp cho các hồ vải địa, bể chứa nước tập trung. Các công trình được đầu tư chỉ đáp ứng một phần nhỏ nhu cầu sử dụng nước của bà con nhân dân. Một số xóm không có hồ vải địa hoặc bể công cộng phải đi gánh, chở nước sinh hoạt rất xa. Hiện nay, người dân ở những khu vực này phải mua nước sinh hoạt với giá từ 250 đến 300.000 đồng một mét khối. Huyện Hà Quảng đã thành lập các đoàn kiểm tra để đánh giá thực trạng nước sinh hoạt để xây dựng dự toán cấp nước cho nhân dân. Phối hợp với Phòng Cảnh sát, Phòng cháy, chữa cháy, Cứu nạn, Cứu hộ, Công an tỉnh, cấp nước sinh hoạt giai đoạn 1 cho những xóm không có hồ vải địa, bể công cộng. Đến nay đã cấp được 128,6 mét khối nước cho 4 xã, Cải Viên, Tổng Cọt, Nội Thôn và Lũng Nặm. Tuy nhiên, con số này mới chỉ đáp ứng được gần 10% nhu cầu sử dụng nước của bà con. Huyện Hà Quảng kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục hỗ trợ thêm 2 xe chở nước để giải quyết cơn khát cho nhân dân, hỗ trợ kinh phí hoặc các vật dụng chứa nước cho những hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn, tiếp tục quan tâm bố trí kinh phí để xây dựng các công trình hồ vải địa, bể công cộng cho các xã lục khu. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Xuân Ánh nhấn mạnh và quán triệt tinh thần quyết tâm quyết liệt trong chỉ đạo triển khai các giải pháp phòng chống khắc phục hạn hán. Yêu cầu trước mắt, huyện cần đánh giá lại thực trạng thiếu nước để xác định cấp độ, rà soát lại nguồn nước, hiệu quả sử dụng các hồ vải địa, bể chứa nước công cộng, từ đó có phương án cung cấp cụ thể, phù hợp với từng khu vực. Tiếp tục tính toán chi phí vận chuyển, định mức kinh phí sử dụng từ nguồn dự phòng của huyện, xã, phục vụ công tác phòng chống khắc phục hạn hán, để khắc phục tình trạng thiếu nước cục bộ vào mùa khô về lâu dài, đồng chí đề nghị. Về phương án lâu dài thì có tiếp tục rà soát đánh giá lại các hồ vải địa, các bể chứa nước công cộng, kể cả các lu chứa nước, bể chứa nước của từng hộ gia đình để chúng ta có cái lộ trình, có cái giải pháp để chúng ta sửa chữa. Hôm nay đến cái hồ vải địa kia thì rõ ràng là quy mô rất lớn, đúng không? Ở vị trí cũng rất là trung tâm. Thế nhưng mà sử dụng lại không hiệu quả vì không tích được nước, chỉ đến 1 mét rồi nó rút. Chứ những cái đó là mà để như thế lãng phí. cần phải có cái rà soát đánh giá lại để chúng ta có cái tu sửa, khắc phục những cái hạn chế đó. Rồi đường dẫn nước vào cũng không có, đúng không? Không có đường dẫn nào cả. Tiếp tục huy động các nguồn lực, các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình của Trung ương, vốn nước ngoài, vốn ngân sách địa phương để đầu tư mới những cái công trình trên vùng này để đảm bảo đáp ứng được cái nó phủ rộng, phủ đều khắp, đáp ứng được cái nhu cầu sử dụng nước. Và cái năng lực tích trữ nó phải cao hơn nữa, tích trữ nước ấy. Thế còn nếu mà tại vì chúng ta sử dụng là nước dự trữ mà, thì cái năng lực càng lớn thì thời gian sử dụng càng dài, đúng không? Thì nó sẽ tránh được những cái thiếu hụt khi mà nắng nóng kéo dài cục bộ. Thì cái này cần phải làm. Ngoài ra thì tiếp tục nghiên cứu những cái giải pháp mới, như Sở Tài nguyên Môi trường nói có những cái giải pháp họ đang thử nghiệm, đang nghiên cứu, nếu mà có rồi mà nó hiệu quả thì sau này đưa vào thì rõ ràng là nó tiếp tục áp dụng. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng quán triệt và nghiêm cấm việc đầu cơ kinh doanh bơm nước tại các hồ vải địa để bán cho dân. Yêu cầu cấp ủy chính quyền địa phương và các ngành đặc biệt lưu tâm tăng cường kiểm tra, xử lý, phát hiện tình trạng này. Bên cạnh đó, thành lập tổ công tác chỉ đạo phòng chống khắc phục hạn hán tại các vùng trọng điểm, nắm tình hình nhân dân để xác định được nhu cầu, nghiên cứu các giải pháp linh hoạt phù hợp với từng địa bàn. Công an tỉnh tăng cường duy trì lực lượng phương tiện hỗ trợ cấp nước cho các xã không có hồ vải địa với tinh thần không ngại khó, không ngại khổ vì nhân dân phục vụ. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với VNPT Cao Bằng vừa triển khai ứng dụng Cổng Du lịch Thông minh tỉnh Cao Bằng. Đến sự có đồng chí Trịnh Trường Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành và các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh. Tại chương trình, VNPT Cao Bằng giới thiệu ứng dụng thực tế về giao diện, tính năng, cách sử dụng Cổng Du lịch Thông minh tỉnh Cao Bằng. Ứng dụng dễ dàng tương tác trên máy tính và điện thoại thông minh để tìm thông tin về du lịch địa phương cho khách du lịch. Ứng dụng có các chức năng nổi bật như tạo lịch trình du lịch, thực tế ảo 360, booking, đặt phòng, tra cứu các tiện ích, y tế, công an, cây ATM. Có thêm phiên bản ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, cung cấp cơ sở dữ liệu ngành du lịch, trợ lý ảo, thuyết minh các địa điểm du lịch. Các đại biểu được nghe về giải pháp chuyển đổi số lĩnh vực văn hóa du lịch Cao Bằng, trong đó có ứng dụng app Mobi Du lịch Cao Bằng. Du lịch ảo hóa, số hóa và tương tác bảo tàng ảo, triển lãm ảo trực tuyến, trợ lý du lịch ảo, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu du lịch Cao Bằng, hệ thống quản lý gắn mã QR tại các di tích. Để Cao Bằng thực sự là một trong những tỉnh, thành phố tiên phong các nền tảng số phục vụ du lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trịnh Trường Huy đề nghị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch làm tốt công tác vận hành, cập nhật các thông tin, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh. Tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ nghiêm túc triển khai việc báo cáo kết quả kinh doanh của đơn vị trên hệ thống để thuận tiện cho công tác quản lý nhà nước của địa phương. Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện bấm nút khởi động triển khai ứng dụng Cổng Du lịch Thông minh tỉnh Cao Bằng. Ứng dụng có tên Cao Bằng Tourist, có thể cài trên mọi thiết bị điện thoại thông minh và máy tính. Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đi kiểm tra về công tác tham mưu thực hiện 10 năm chỉ thị số 45 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Qua 10 năm thực hiện chỉ thị số 45, công tác thông tin tuyên truyền phổ biến giáo dục đã được triển khai sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân. Điều kiện sống của các gia đình đã được cải thiện đáng kể. Thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo có hiệu quả, nhiều hộ đã thoát nghèo. Việc bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em và người cao tuổi, gia đình có công với cách mạng, gia đình thương binh liệt sĩ luôn được quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để các gia đình ổn định cuộc sống. Các thủ tục tập quán lạc hậu trong hôn nhân và gia đình được xóa bỏ. Các gia đình tích cực, tự giác thực hiện nếp sống văn minh, quy ước, hương ước của cộng đồng. Đánh giá cao kết quả đạt được, đoàn công tác đề nghị huyện Nguyên Bình chủ động xây dựng triển khai chương trình công tác tuyên giáo, triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả công tác tư tưởng, tuyên truyền chỉ thị 45 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thường xuyên kiểm tra giám sát, cần có cơ chế chỉ đạo thống nhất đồng bộ và gắn kết chặt chẽ, đặc biệt cần quan tâm công tác gia đình. Tiếp tục đổi mới hơn nữa các mô hình tuyên truyền, quan tâm hơn nữa đến công tác tuyên giáo ở cơ sở. Sáng ngày 25 tháng 4, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành nông nghiệp phát triển nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với chủ đề Khơi nguồn tri thức Việt vì khát vọng nông nghiệp Việt. Tại điểm cầu tỉnh Cao Bằng tham dự có đại diện lãnh đạo một số sở ngành và doanh nghiệp liên quan. Xác định phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là nhiệm vụ quan trọng tạo nền tảng động lực cho phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đặt mục tiêu đến năm 2030, đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng ngành nông nghiệp ở mức hơn 50%, tỷ lệ giá trị sản phẩm nông nghiệp được sản xuất theo các quy trình sản xuất tốt, VietGAP, hoặc tương đương trở lên đạt hơn 40%, tỷ lệ kết quả các nhiệm vụ khoa học công nghệ có sản phẩm là giống, vật tư đầu vào, quy trình công nghệ, thiết bị, tiến bộ kỹ thuật được ứng dụng vào thực tiễn đạt hơn 90% vào năm 2025 và đạt hơn 95% năm 2030. Ngành sẽ hỗ trợ xây dựng và phát triển được ít nhất 200 doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có sự hợp tác liên kết sản xuất theo chuỗi, từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên phạm vi cả nước, xây dựng và phát triển từ 50 đến 100 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại các vùng sinh thái nông nghiệp. Tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo chiếm 60% vào năm 2025 và chiếm 85% vào năm 2030. Tham luận tại hội nghị, các đại biểu cho rằng khoa học công nghệ không chỉ dừng lại ở tạo năng suất, sản lượng, mà quan trọng hơn là tạo giá trị gia tăng. Giá trị gia tăng đến từ tích hợp đa giá trị trong ngành với mục tiêu giảm chi phí, chẳng hạn nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, giảm phát thải, tất cả tạo nên thương hiệu và giá trị gia tăng. Cần tháo gỡ rào cản để khoa học và công nghệ phát triển tốt hơn, có chính sách đãi ngộ cho người làm khoa học, cơ chế sử dụng nhân lực sau đào tạo, cơ chế thu hút nhân lực, cần có sự phối hợp giữa các đơn vị để có thể chuyển giao công nghệ nhanh chóng mang lại lợi ích cho nông dân, thương mại hóa sản phẩm khoa học và công nghệ để phục vụ chuyển giao và quảng bá sản phẩm khoa học và công nghệ tốt hơn. Sáng ngày 25 tháng 4, Hội Nông dân và Bưu điện tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp hỗ trợ tiêu thụ nông sản, hàng hóa trên sàn thương mại điện tử Postmart năm 2022. Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Năm 2022, hai bên đã phối hợp tổ chức 23 chương trình đào tạo, tập huấn, truyền thông về ý nghĩa chương trình sản xuất tiêu thụ nông sản, hướng dẫn các hộ, cơ sở sản xuất nông nghiệp tham gia sàn thương mại điện tử postmart.vn. Đưa 330 sản phẩm nông sản tại địa phương lên sàn thương mại điện tử Postmart, trong đó có 64 sản phẩm đạt OCOP, phát triển được 311 tài khoản mua bán trên sàn thương mại điện tử, 186 cộng tác viên đại lý tại các xã, bố trí gian hàng trực tuyến tại Festival Trái Cây và sản phẩm OCOP tại tỉnh Sơn La với 110 sản phẩm đặc trưng vùng miền, tổ chức chương trình kết nối tiêu thụ 17,163 tấn bí thơm tại xóm Bản Muồng, xã Vân Trình, Thạch An. Hội nghị đã thảo luận về một số giải pháp thực hiện chương trình phối hợp thời gian tới, như khắc phục những khó khăn, hạn chế trong việc đưa các sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, tăng cường hướng dẫn nông dân, thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đảm bảo các điều kiện về an toàn trong sản xuất, sử dụng điện thoại thông minh, tạo cơ hội mở rộng đưa sản phẩm tham gia sàn thương mại điện tử, tiếp tục triển khai các gói dịch vụ ưu đãi của bưu điện tới hội viên nông dân, tích cực trao đổi thông tin để kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, rà soát giới thiệu tổ chức các gian hàng thương mại điện tử, sản phẩm chất lượng cao, phục vụ nhu cầu người tiêu dùng, xây dựng các điểm bán hàng Việt Nam Post gắn với phân phối, tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài tỉnh, hỗ trợ đào tạo kỹ năng bán hàng trực tuyến nhằm gia tăng sản lượng tiêu thụ, tăng nguồn thu nhập cho hội viên nông dân, đẩy mạnh tuyên truyền tạo tài khoản phục vụ mua bán hàng hóa. Sở Y tế vừa tổ chức cuộc họp trực tuyến với các đơn vị trực thuộc, quán triệt triển khai thực hiện phòng chống dịch COVID-19 trong dịp nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30 tháng 4, Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5. Từ đầu tháng 4 năm 2023, tình hình các ca mắc mới COVID-19 trên địa bàn tỉnh có xu hướng tăng trở lại. Tính đến 17 giờ ngày 24 tháng 4, có 101 trường hợp đang được cách ly điều trị tại nhà, có 11 trường hợp đang điều trị tại các cơ sở y tế của tỉnh. Hầu hết sức khỏe ổn định, các dấu hiệu lâm sàng thực thể bình thường. Đến nay, tỉnh Cao Bằng tiếp nhận 1.310.649 liều vaccine phòng COVID-19. Đến ngày 21 tháng 4 năm 2023 đã tiêm được 1.343.803 mũi, trong đó người trên 18 tuổi được tiêm một mũi vaccine chiếm 95,7%, tiêm mũi 2 chiếm 92,7%, tiêm mũi 3 đạt 100%, tiêm mũi 4 đạt 100%, trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi được tiêm mũi 1, mũi 2 đạt 100%, mũi 3 đạt 55,7%, trẻ em từ 5 đến 11 tuổi được tiêm mũi 1 đạt 99,9%, tiêm mũi 2 đạt 83%. Nhiệm vụ đặt ra cho các đơn vị y tế phải tích cực giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra, kiểm tra các cơ sở thu dung trên địa bàn tỉnh, bố trí nhân lực theo dõi, chăm sóc, điều trị người bệnh COVID-19 nhập viện, nếu phát hiện chuyển nặng, xử trí kịp thời, hạn chế tử vong, rà soát và trang bị đủ cơ số thuốc, vật tư y tế, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu điều trị COVID-19 khi cần thiết. Theo thống kê của Sở Y tế, số ca mắc mới COVID-19 tiếp tục có chiều hướng gia tăng. Đến 17 giờ ngày 25 tháng 4, toàn tỉnh ghi nhận 13 ca mắc mới, nâng tổng số mắc từ 2021 đến nay, tỉnh Cao Bằng ghi nhận hơn 98.360 trường hợp. Trong số 13 ca mắc, bao gồm huyện Bảo Lạc 1 trường hợp, huyện Hạ Lang 1 trường hợp, huyện Hà Quảng 2 trường hợp, huyện Nguyên Bình 1 trường hợp, huyện Quảng Hòa 2 trường hợp, huyện Thạch An 3 trường hợp, huyện Trùng Khánh 1 trường hợp, thành phố Cao Bằng 2 trường hợp. Trước diễn biến các ca mắc gia tăng, tuy nhiên, hiện trên địa bàn tỉnh chưa xuất hiện ca bệnh COVID-19 thở oxy. Nhưng Bộ Y tế tiếp tục đề nghị đẩy mạnh tiêm vaccine COVID-19, tập trung ưu tiên bảo vệ nhóm nguy cơ cao, người cao tuổi, người có bệnh lý nền, người bị suy giảm miễn dịch và phụ nữ mang thai là những trường hợp dễ có nguy cơ chuyển biến nặng, có nguy cơ tử vong khi mắc COVID-19. Thời gian nghỉ lễ sắp tới, nhu cầu đi lại gia tăng, vì vậy người dân cần thực hiện các biện pháp phòng bệnh như mang khẩu trang, khử khuẩn và giữ khoảng cách tại khu vực nguy cơ để tránh gia tăng số ca bệnh. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh vừa có công văn. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện thành phố về ứng phó với mưa dông kèm lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh trên địa bàn tỉnh. Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ có mưa rào và dông cục bộ, có mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhằm chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại, nhất là trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố cần theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết để thông báo, hướng dẫn kịp thời cho các cấp chính quyền, người dân, khách du lịch chủ động phòng tránh hiện tượng mưa dông kèm lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xảy ra trong những ngày tới. Chỉ đạo tổ chức kiểm tra rà soát các phương án ứng phó phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương, chủ động chuẩn bị phương tiện, vật tư, nhất là vải bạt, tấm lợp các loại và lực lượng xung kích tại cơ sở, sẵn sàng huy động giúp nhân dân khắc phục hậu quả nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả. Hướng dẫn người dân, khách du lịch cách nhận biết, kỹ năng ứng phó mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, trong đó tập trung vào các biện pháp chú tránh, đảm bảo an toàn khi xảy ra dông lốc, sét, gia cố, che chắn bảo vệ tài sản, cây trồng vật nuôi, phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương để giảm thiểu thiệt hại. Tại huyện Bảo Lạc, Công ty Điện lực Cao Bằng vừa tổ chức diễn tập xử lý sự cố, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn an toàn và khắc phục sự cố hệ thống viễn thông. Tham gia diễn tập gồm có 77 cán bộ, công nhân viên, đại diện các phòng chuyên môn, đội xung kích phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Điện lực Bảo Lạc, Bảo Lâm. Tình huống giả định là trên địa bàn khu vực huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm vừa có mưa lớn, dông sét trên diện rộng, nước sông dâng cao làm xói mòn sạt lở đất móng cột, làm đổ cột, đứt dây tại vị trí 377E 16.6/129, đứt đầu cốt vào máy cắt 377E 16.6/90. Phía Điện lực Bảo Lâm do dòng ngắn mạch lớn gây ngắn mạch hai pha phía Bảo Lâm. Sự cố máy biến áp bảo toàn 35 trên 0,4 kV đến 50 kVA, đứt hai chì FCO, Tình huống sự cố hệ thống viễn thông dùng riêng mất toàn bộ kết nối từ xa qua hệ thống cáp quang của các máy cắt trên địa bàn huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm, trong khi thực hiện công việc xử lý sự cố đổ cột 1, công nhân bị ngã gãy tay, đơn vị công tác tiến hành sơ cứu người bị thương và thực hiện thủ tục thay đổi nhân sự tiếp tục làm nhiệm vụ. Với sự chuẩn bị chu đáo về nhân lực, phương tiện, các tình huống đã được xử lý theo đúng quy trình kỹ thuật. Các thành viên tham gia diễn tập đã làm việc khẩn trương, chuyên nghiệp, đảm bảo việc ứng phó nhanh theo phương châm 4 tại chỗ. Chương trình diễn tập đã đáp ứng yêu cầu đặt ra, giải quyết nhanh sự cố lưới điện, hạn chế mức thấp nhất thời gian mất điện và những thiệt hại do sự cố lưới điện gây nên, chủ động tăng cường đảm bảo an toàn an ninh cho hệ thống thông tin tại trung tâm điều khiển xa và kết nối các trạm biến áp không người trực. Qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, công nhân viên trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và nâng cao khả năng lãnh đạo chỉ huy khi có tình huống xảy ra, đảm bảo cung cấp điện phục vụ cho nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của nhân dân. Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động trong phòng chống dịch COVID-19 theo quy định của Chính phủ tại phường Ngọc Xuân, Sông Hiến, Đề Thám và Ủy ban Nhân dân thành phố. Trong công tác phòng chống dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân phường Ngọc Xuân, Sông Hiến, Đề Thám đã triển khai quán triệt sâu rộng các văn bản chính sách của Trung ương, thành lập và thường xuyên kiện toàn củng cố ban chỉ đạo, trung tâm chỉ huy, các tiểu ban, các tổ phòng chống dịch, công chức, viên chức, người lao động tham gia công tác phòng chống dịch được thanh toán với mức 40%. Tổng kinh phí trên 6 tỷ đồng, chi trả chế độ chính sách cho 2.735 người là lực lượng tham gia phòng chống dịch, tổng kinh phí 14,4 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân thành phố kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét tạo điều kiện cấp bổ sung nguồn ngân sách hỗ trợ phụ cấp cho hơn 430 người trực tiếp tham gia phòng chống dịch chưa được hưởng chế độ. Sở Y tế bổ sung nhân lực cho các trạm y tế xã phường thực hiện công tác phòng chống dịch. Đoàn giám sát đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố và Ủy ban Nhân dân các phường tập trung rà soát lực lượng tham gia phòng chống dịch COVID-19, hướng dẫn chi trả các chế độ chính sách phù hợp, tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách, nêu rõ khó khăn, vướng mắc, gửi các cơ quan liên quan xem xét giải quyết theo quy định. Đoàn công tác của huyện ủy Bảo Lạc vừa đến kiểm tra công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nội dung đột phá phát triển dịch vụ du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc tại xã Kim Cúc. Trong hơn 2 năm qua, xã Kim Cúc đã triển khai hiệu quả nội dung đột phá phát triển dịch vụ du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức giúp người dân biết làm du lịch. Theo đó, xã thành lập đội văn nghệ, duy trì các nghề truyền thống, khôi phục những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc, lồng ghép các nguồn vốn huyện đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như đường lên xóm Khuổi Khon, bãi đỗ xe, một nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng và 5 nhà bảo tồn. Tại làng du lịch cộng đồng dân tộc Lô Lô, xóm Khuổi Khon, nhiều hộ gia đình đã thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến trải nghiệm, đem lại thu nhập cho nhân dân. Ghi nhận những kết quả đạt được, đoàn công tác huyện ủy Bảo Lạc chỉ ra một số mặt còn hạn chế tồn tại và đề nghị Đảng bộ xã Kim Cúc cần quyết liệt thực hiện các giải pháp khắc phục tồn tại hạn chế. Ghi nhận những kết quả đạt được, đoàn công tác huyện ủy Bảo Lạc chỉ ra một số mặt còn hạn chế tồn tại và đề nghị Đảng bộ xã Kim Cúc cần quyết liệt thực hiện các giải pháp khắc phục tồn tại hạn chế, chỉ đạo định hướng cho nhân dân làm du lịch hiệu quả hơn. Làm tốt công tác tuyên truyền, đẩy mạnh phát triển dịch vụ du lịch gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng các tour du lịch, các điểm check-in, phát huy các đội văn nghệ quần chúng. Tiếp tục chương trình công tác tại Cao Bằng, Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ em Mồ côi Việt Nam tặng 11 xe lăn cho người khuyết tật trên địa bàn thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An. Chương trình tặng xe lăn do tổ chức phi chính phủ Mỹ tài trợ. Theo kế hoạch đợt này, huyện Thạch An được phân bổ 65 xe lăn, trong đó 30 xe đã được huyện trao tặng. Số xe còn lại huyện sẽ tiếp tục rà soát và trao cho người khuyết tật trong thời gian tới. Sau khi tiếp nhận, người khuyết tật được hướng dẫn cách sử dụng xe lăn hiệu quả, đảm bảo an toàn. Đây là chương trình có ý nghĩa thiết thực, giúp người khuyết tật giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, thuận tiện hơn trong quá trình di chuyển, sinh hoạt, thể hiện lòng nhân ái của các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm đối với người yếu thế. Chương trình Thời sự tối nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.